Thưa quý vị, một câu hỏi. Quý vị có bao nhiêu thẻ ngân hàng? Tôi thì đã có 4 cái và thêm một điều nữa. Có 4 nhưng dùng thường xuyên chỉ 2 thẻ thôi. Có nhiều thẻ ngân hàng nhưng hiếm khi dùng hết. Tin chắc đây không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà nhiều quý vị khán giả cũng vậy. Vì theo thống kê mới nhất, hiện đang có hơn 55 triệu thẻ ATM ở trong tình trạng không sử dụng trong một năm qua. Nói nôm na là thẻ ngủ đông. Tình trạng này đang gây ra lãng phí lên tới hàng ngàn tỷ đồng. 1 triệu thẻ ATM là con số mà ngân hàng này đã phát hành đến hiện nay và số lượng thẻ ngủ đông đã chiếm khoảng 20%. Anh sử dụng thẻ của khách hàng thì đôi khi có 3-4 cái thẻ, nhiều khi 5-6 tháng tiền năm cũng không sử dụng tới. Có ý chí chủ quan là đôi khi là chạy theo chỉ tiêu, mở thẻ, lấy thông tin để mà có khách hàng có thẻ mà chưa chú trọng đến cái vấn đề làm sao cho khách hàng sử dụng cái thẻ đó. Chi phí để mở thẻ trung bình là 30.000 đồng một thẻ. Theo cách tính cơ học, 55 triệu thẻ ngủ đông thì đã lãng phí hơn 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, hiện các ngân hàng đang loay hoay để vừa tìm được khách hàng mới mà khách hàng cũ vẫn sử dụng thẻ thường xuyên. Số thẻ mới phát hành tăng 12% mỗi năm. Sao để mà thu hút khách hàng người ta sử dụng thẻ bằng cái việc là giới thiệu đúng đủ các cái tiện ích thiết thực của cái thẻ cho khách hàng. Trong thời gian sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát hạ tầng thẻ của các ngân hàng để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, chứ sẽ không kiểm soát bằng số lượng thẻ. Giờ anh mà chỉ lo đầu tư vô cái phát triển thẻ mà anh không lo đầu tư máy móc thiết bị thì chúng tôi có thể là tăng cái phí giao dịch giữa các ngân hàng với nhau trong cái vấn đề thẻ. Nhân dân thì cái này nó cũng là một cái giải pháp đánh vô cái thu nhập của ngân hàng để từ đó ngân hàng có những cái suy nghĩ, những cái giải pháp tốt hơn. Với chiến lược xây dựng dữ liệu khách hàng lớn để bán chéo sản phẩm, các ngân hàng vẫn chịu lỗ để phát hành thẻ. Tuy nhiên, để tránh lãng phí thẻ thì sắp tới các hệ thống ngân hàng sẽ tích hợp các dịch vụ mới để thẻ ATM không chỉ phục vụ rút tiền mà còn có các tiện ích đi kèm như mua sắm ưu đãi, thanh toán hóa đơn, mua hàng online hay nói cách khác là nâng cao chất lượng của thẻ.